em đang có mặt ở trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Thì hiện tại bên cái lan farm Trần Đạo đang cháy rất là lớn. Thấy là quán đang cháy rất là lớn rồi. Qua cái nhà cái bên xong chịu chạy đi trời. Ủa sao cái nhà cái bên còn người cho nó vậy? Con người không có nhà
mọi người ở đây chắc mấy anh cứu hỏa sẽ lên cứu. Cái đó còn một anh chú đang ngồi nè. Đó, ngồi đây quay nè. Ủa sao không đưa thang lên cúng ta? Không, sao không đưa thang lên đi trời? Không đưa thang lên cứu đi. Không lên, không đưa thang lên rồi thua rồi. Mọi người cũng đã quà ở trên trái lố mọi người. Giờ cứu quả anh phố anh tới.
Kìa, đưa thang lên cứu rồi. Này mà không dập được nó cháy lan ra ghê quá. Mình phải thêm xe mới được. Hiện tại là đông xe quá mà. Mấy mấy nhà kế bên là báo người ta biết hết chưa ta? Quá, xe thang tới rồi. Đang đưa người xuống, có canh đang bị kẹt trên đó, giờ bên cứu hỏa ta đưa người xuống để cứu canh đó, thì chắc là giờ thang lên được tới rồi. Mở bình ga chở nó lên. Dạ chắc hình như vậy á anh. Một phần á, trong đây nó xây bằng gỗ á anh. Cái này nó mới sửa lại mà. Dạ. Cũng xui là đang mới đầu năm mà không biết tại sao nữa. Không chế được rồi, không chế được lửa rồi. Còn bên trong nữa, bây giờ phải. Quay cho kỹ mọi người xem. Mình đang cứu canh ở trên đây. Rồi cứu được ảnh rồi. Đây. Rồi, cứu ảnh được rồi. Nói như vậy luôn. Thì cuối cùng là bên cứu quả cũng cứu được anh đó rồi. Cũng mừng. Ở trong vẫn còn lửa mọi người. Lửa vẫn còn lửa ở trong nữa. Tạm thời là chỉ là đỡ rồi. Đã không chế được ngọn lửa rồi, nhưng bên trong vẫn còn lửa đang cháy. Thì có vẻ thì thấy như
mấy bạn nhân viên của Lan Farm đứng bên kia hết trơn rồi, thì em nghĩ chắc là người ta đã ra ngoài hết rồi, không có ai ở trong còn lại bên trong cái căn nhà nữa. Lan Farm ở Trần Đạo. Rồi, tạm thời khống chế ngọn lửa thành công rồi mọi người. Thì nãy em đang vô tình cũng gần đây thấy nên em ra em quay cập nhật cho mọi người xem luôn. Mọi người cũng thấy là tầm khoảng một tháng đổ lại thì em cũng không có cập nhật video mới cho mọi người xem hết. Thì hôm nay đang là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thì cũng đang ở gần đây, không biết vô tình sao là thấy bên đây lại cháy nên em cũng quay video cập nhật cho mọi người. Thì rất là may, hình như là không có thương vong về người mọi người. Đám cháy cũng là như khống chế xong rồi. Rồi, hẹn lại mọi người ở trên kênh Sài Gòn ơi nha.